Thưa quý vị, nếu chúng ta nhắc đến những tên tuổi của những nam ca sĩ Việt Nam nổi tiếng từ xưa đến nay, thì chúng ta có thể bắt đầu bằng nghệ sĩ Ngọc Bảo, rồi đến Anh Ngọc, Huy Trác, qua đến Duy Khánh, Sĩ Phú, Duy Quang, Andy Phương, sau này có Vũ Khanh, mới đây thì có Trần Thái Hòa, Quang Dũng, Bằng Kiều, hay biết đâu một ngày nào đó sẽ có Đăng Siêu. Nhưng người duy nhất mà người ta gọi là đã tạo thành một trường phái thì chỉ có một mà thôi, đó là ca sĩ Tuấn Ngọc. Tại sao có người phải gọi là có trường phái Tuấn Ngọc? Bởi vì trong khoảng thời gian gần đây ở Việt Nam cũng như tại hải ngoại, có nhiều ca sĩ trẻ đã hát lại một số ca khúc mà ca sĩ Tuấn Ngọc đã trình bày hoặc thu âm với phong cách của anh, không biết do vô tình hay cố ý. Nhưng hôm nay chúng ta hân hạnh, chúng ta may mắn được đón tiếp giọng hát đứng đầu của cái trường phái Tuấn Ngọc đó, cái giọng hát nguyên bản mà không ai có thể bắt chước được, đó chính là ca sĩ Tuấn Ngọc. Xin kính mời quý vị trong một tràng pháo tay thật vui.